Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3191 tôi không có tâm trí để ý đến anh. Cổ hạo mặc áo giáp hoàng kim, anh ta đã ngăn ở bên ngoài hang động nhỏ, rất có bộ dáng Đường Tuấn không đồng ý sẽ không bỏ qua. Cấm chế hang động mở ra, Đường Tuấn cùng con thú nhỏ đi từ trong đó ra. Cổ hạo lộ vẻ vui mừng, anh ta chắn trước mặt Đường Tuấn, nói, Đường Tuấn, anh có nghe thấy không? tôi khiêu chiến với anh, anh có dám ứng không? Đường Tuấn nhướng mày, hỏi ngược lại, tôi nhất định phải đồng ý sao? Cổ hạo ngẩn ra, không đợi anh ta nói tiếp, Đường Tuấn đã nói, tôi còn phải nghiên cứu y thuật, không muốn lãng phí thời gian và công sức khiêu chiến. Anh đi đi. Cổ hạo và những người vây xem xung quanh giật mình, bọn họ hoàn toàn không ngờ Đường Tuấn lại quyết đoán tự tuyệt. Từ chối khiêu chiến, chẳng lẽ anh muốn làm kẻ hèn nhát sao? trong mắt cổ hạo chiến ý mãnh liệt đe dọa nhìn đường tuấn hèn nhát hèn nhát đám người xung quanh cũng phát ra âm thanh khinh bỉ đường tuấn cười nhạt nói đã như vậy tôi hỏi anh tôi thua trận khiêu chiến này sẽ đưa danh ngạch hóa long địa cho anh vậy nếu anh thua thì sao cổ hạo lần nữa ngẩn ra anh ta hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ thua đương nhiên không nghĩ tới hậu quả anh ta cắn răng và lấy ra một thanh kiếm hoàng kim, nói, nếu tôi thua, thanh kiếm thần này là cho anh. Đường Tuấn không khỏi cười nhạo, nói, một thanh kiếm rách mà muốn đổi một danh ngạch hóa long địa, anh coi tôi ngu sao. Lúc này mọi người xung quanh không khỏi dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn cổ hạo, danh ngạch hóa long địa chân quý cỡ nào, cho dù là con cháu dòng chính của long tộc cũng không có mấy người có thể lấy được. Còn thanh thánh kiếm hoàng kim trong tay cổ hạo tuy rằng cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là thiên khí đỉnh cấp mà thôi, mà giá trị ít nhất của danh ngạch hóa long địa cũng là một kiện đạo khí, hai cái tranh lệch gấp trăm lần. Cổ hạo này không khỏi không có thành ý đi, quả thực chính là lừa người. Cổ hạo đương nhiên biết giá trị của một danh ngạch hóa long, nhưng anh ta thật sự không lấy ra được thứ có giá trị tương đương, bị mọi người dùng loại ánh mắt này nhìn, nhất thời anh ta cảm thấy rất xấu hổ. Đường Tuấn không để ý tới anh ta nữa, anh đi vào. Audio điện tử võ tấn bền. chương 3192, cảm ơn ngài Ngao Nguyên. Cổ hạo trợn mắt nhìn hang động nhỏ, một lúc lâu sau vẻ mặt hung ác hướng về phía bên trong hô, đường tuấn, nếu như tôi tiến đến bảo vật có giá trị tương ứng, anh có dám đánh với tôi một trận không? Giọng đường tuấn nhẹ nhàng truyền ra, anh đem lại đây rồi nói sau. Được. Lúc này cổ hạo mới rời đi, hôm nay thật mất mặt, anh ta phải nhanh chóng gom đủ bảo vật lần nữa khiêu chiến với đường tuấn để đạt được danh ngạch hóa long địa một phi ngút trời bên trong hang động nhỏ con thú nhỏ a bảo nằm sấp trên mặt đất gặm một cái xương trắng tư thế vô cùng thoải mái nói nhóc con cậu dở cho quỷ gì vậy tên khốn kiếp tên là cổ hạo kia mới có chút tu vi vì sao cậu không ứng chiến phải đánh anh ta đánh đến mức ngay cả mẹ anh ta cũng không nhận ra đường tuấn cười nói cậu chờ xem kịch hay là được rồi những chuyện xảy ra ở ngoài hang động nhỏ rất nhanh đã được truyền ra ngoài. Trong biệt thự của Ngao Nguyên, sau khi nghe Long về hoàng kim báo cáo xong, ông ta không khỏi nhướng mày, nói: "Không phải Cổ Hạo đây đang càn quấy sao?" Ông ta vừa nói xong, Cổ Hạo đã gấp gáp chạy vào, quỳ trên mặt đất, nói: "Ngao Nguyên đại nhân, tôi có một yêu cầu quá đáng, ông có thể đưa cho tôi mượn Long ảnh thương dùng một chút được không?" Ngao Nguyên nói: "Cậu muốn làm gì?" Cổ Hạo lộ ra vẻ không cam lòng cắn răng nói, tôi muốn dùng long ảnh thương đánh cuộc với Đường Tuấn. Thực ra anh ta rất tức giận, thân là người xuất sắc nhất của long vệ Hoàng Kim, được không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, ngày thường cũng coi như là tiêu tiền như nước, nhưng lại bị Đường Tuấn nói thành quỷ nghèo, anh ta thật sự là không nhịn được. Long vệ Hoàng Kim ở bên cạnh Ngao Nguyên nhướng mày, không vui nói, cổ hạo, anh cũng biết long ảnh thương có ý nghĩa gì đối với ngài Ngao Nguyên, nếu như anh thua, anh có thể gánh vác được trách nhiệm sao? Long ảnh thương là một đạo khí nửa dao, nó đã đi theo ngao nguyên nhiều năm, được huấn luyện để trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nếu như long ảnh thương không phải vì thiếu cảnh giới khí linh, chỉ sợ nó đã sớm là đạo khí cấp bậc thần binh rồi. Cổ hạo kiên định nói, tôi sẽ không thua. Anh ta chỉ là một bác sĩ, cho dù cùng cảnh giới, tôi cũng có 10 phần tự tin là mình có thể đánh bại anh ta. Huống chi hiện giờ cảnh giới của tôi còn cao hơn anh, anh ta nhất định sẽ thua. Long vệ hoàng kim còn muốn nói thêm, nhưng Ngao Nguyên đã khoát tay ngăn anh ta lại, một cây thần thương xuất hiện ở trong tay ông ta. Trên thần thương lóe ra ánh chấp màu bạc, tản ra từng đợt làm cho da đầu người ta tê dại. Ngao Nguyên nói, cổ hảo, cậu cầm long ảnh thương đi đi, đem danh ngạch hóa long điện đoạt lại cho tôi. Cổ tay anh ta run lên, long ảnh thương đã rơi vào trong tay cổ hảo. Cảm ơn ngài Ngao Nguyên. Nói một tiếng cảm ơn xong, cổ hạo đã vội vàng rời đi. Long vệ hoàng kim nhìn bóng lưng anh ta rời đi, do so dự một chút, nói, Ngao Nguyên đại nhân, tôi nghe nói y đạo của Đường Tuấn không thua kém ngũ đại thần y sư bao nhiêu, thủ đoạn quỷ dị, tôi lo lắng cổ hạo sẽ chịu thiệt. Ngao Nguyên nghe xong, cũng không khỏi nhớ tới cảnh tượng lì lạ xảy ra trong táng tinh cổ địa, lúc ấy Đường Tuấn đã có thể nhúng tay vào loại chiến đấu cấp bậc của Chu Tước Thần Quân, hơn nữa anh còn trở thành điểm mấu chốt giúp Chu Tước Thần Quân cuối cùng có thể chuyển bại thành thắng, thật sự không thể tưởng tượng nổi nhưng ngao nguyên lại lắc đầu nói táng tinh cổ địa là một trận chiến anh là người ngoài cuộc có đầy đủ thời gian cùng tâm tình vững vàng đi quan sát cho nên mới có thể làm ra những phán đoán kinh người này nhưng lần này lại là tự mình tham chiến trở thành người tham gia tâm tính tất nhiên phát sinh những thay đổi hơn nữa tình hình trận chiến thay đổi trong nháy mắt anh có thể nắm chắc được bao nhiêu phần thắng nên tôi vẫn rất coi trọng cổ hạo long vệ hoàng kim nhẹ nhàng gật đầu cũng không nói nhiều nữa mà giờ phút này, ở trong định long giới. chương 3193, còn có chu hư tôi nữa. Trong một tòa hang động cỡ lớn, một người tu hành mặc áo giáp màu tím kim sắc ngồi xếp bằng bên cạnh một mặt hồ lớn. Mặc dù có áo giáp tràn ngập khí thế túc sát, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường cong mềm mại cùng dáng người uyển chuyển của người tu hành này, rõ ràng là một nữ tu hành giả. Cô ta bỗng nhiên mở hai mắt ra, một tia điện đâm vào trong hư không, nhẹ giọng nói, danh ngạch hóa long địa, tôi cũng muốn tranh một chút. Ngoại trừ cô bé này ra, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi có lòng tin vào thực lực của mình trong định long giới đều xuất động, mục tiêu của bọn họ đều là danh ngạch hóa long địa trong tay Đường Tuấn. Cổ hạo lần thứ hai đi tới hang động nhỏ của Đường Tuấn, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Dù sao anh ta mới rời khỏi đây không bao lâu. Con thú nhỏ A bảo nằm sấp ở lối vào hang động nhỏ, lười biếng nhìn anh ta một cái, nói quỷ nghèo, cậu gom đủ bảo vật chưa? Cổ hạo tức giận đến muốn mắng má nó, nhỏ này lại cũng dám khinh bỉ anh ta, thật sự là có chủ nhân gì, thì có loại cho đó. Anh ta cố nén lửa giận, lấy long ảnh thương ra, nói thần thương này có đủ hay không? Là long ảnh thương của Ngao Nguyên Đại Nhân. Long ảnh thương vừa xuất hiện, rất nhiều người ở xung quanh đã nhận ra, kinh ngắc thốt lên. Con thú nhỏ A bảo hai mắt sáng lên, Ánh mắt như thiêu đốt nhìn Long ảnh thương, chỉ thiếu nước miếng rơi xuống. Nó đương nhiên cũng có thể nhìn ra Long ảnh thương là một kiện bảo vật khó có được. Cổ Hạo cất Long ảnh thương đi, trầm giọng nói, "Còn không đi gọi chủ nhân của cậu ra đây, tôi muốn cùng anh ta đánh một trận, lấy lại danh ngạch Hóa Long địa." Anh ta vừa dứt lời, cách đó không xa đã truyền đến một tiếng quát khẽ, "Cổ Hạo, Long ảnh thương là bảo vật của ngài Ngao Nguyên, anh chỉ là đang mượn nó, coi như không tính là của anh đi." Nếu anh thua, làm sao anh có thể trả được? Sau khi giọng nói vang lên, nữ tu hành giả mặc áo giáp màu tím kim sắc xuất hiện ở giữa sân. Là cô Ngao Phồn của Long Vệ Tử Kim. Cô ta cũng là nhân tài trẻ tuổi trong Long Vệ Tử Kim, cho dù ở trong Long Tộc, cũng được coi là cao thủ. Trong định Long Giới, có tổng cộng 3 loại Long Vệ, lần lượt là Long Vệ Hoàng Kim, Long Vệ Tử Kim và Long Thần Vệ. Long vệ Hoàng Kim thu nhận đều là cao thủ chủng tộc không phải Long tộc, mà trong Long vệ Tử Kim đều là người trong Long tộc, về phần Long thần vệ, là cận thị của Long thần, mỗi một vị đều là người tu hành cảnh giới thần quân, đã lâu không xuất hiện. Ngao Phồn vừa xuất hiện, trong mắt cổ hạo hiện lên sát ý, lạnh lùng nói, Ngao Phồn, là tôi tới trước. Ngao Phồn lấy một hạt trâu từ trong tay ra, bên trong hạt trâu tràn ngập màu bạc lôi điện, tỏa ra uy năng không chút nào yếu hơn Long ảnh thương cô ta trầm thấp nói, đây là vạn lôi châu, trí bảo của bộ tộc ứng long tôi. Tôi sử dụng nó để đặt cược và thách thức bác sĩ đường. Ngao phồn, cô. Cổ hạo bị phất lờ, trong lòng càng tức giận. Ha ha ha, cổ hạo, ngao phồn, có danh ngạch hóa lòng địa xuất hiện, chuyện tốt như vậy làm sao có thể thiếu được minh không tôi đây? Còn có chu hư tôi nữa. Trường 3194, tôi thêm 20 vạn nó thấy đường tuấn còn ngồi vững trên ghế đọc sách y khoa tức giận nói nhóc con bên ngoài ồn ào như vậy cậu không nghe thấy sao những người kia đều điên rồi các loại bảo vật đều lấy ra quả thực giống như đang bán đấu giá đấu giá hình dung này còn rất chuẩn xác đường tuấn nói một câu sau đó tiếp tục đọc y thư cũng không có ý định ra ngoài ứng chiến con thú nhỏ a bảo giật mình nói nhóc con không phải là cậu muốn vậy sao nó bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, không khỏi hưng phấn, nháy mắt nói, bổn khuyển ra phối hợp với cậu như vậy, sau này cậu có thể suy nghĩ một chút chia 5 năm được không? Nó bị nhốt ở ma địa mấy vạn năm, thật vất vả mới phá vỡ được, nên bị các loại bảo vật trước mắt hấp dẫn và trở thành cây mê tiền. Đường Tuấn không khỏi không nói gì, cái tên này thật đúng là dám nghĩ. Nhìn thấy đường Tuấn không đồng ý, con thú nhỏ A Bảo vội vàng đổi giọng nói, bằng không chia làm bốn sáu cũng được. Thật sự không được, cậu 7 tôi ba. Nhóc con cậu đừng khinh người quá đáng. Như vậy đi, chờ sau khi cậu lừa những người đó, tôi chỉ cần hạt trâu của ngao phồn kia, thế nào? Lúc này Đường Tuấn mới nói, được, thành giao. Trong lòng anh oán thầm, thực lực của cái tên A Bảo này có thể so với thần quân, không nghĩ tới bản tính còn ở đây, vẫn thích chơi bóng như cũ, hai người thương lượng một hồi, đường Tuấn tiếp tục ở lại trong động nhỏ, mà A Bảo thì đi ra khỏi hang động nhỏ, tạm thời làm người phát ngôn cho đường Tuấn. Cổ hạo trầm giọng nói, chó con, đường Tuấn đã đồng ý chưa? A Bảo khinh thường kêu một tiếng, nói cậu ta chướng mắt đồ đạc của các người, cảm thấy đều kém danh ngạch hóa long địa. Sắc mặt mấy người cổ hạo tái mét, tức giận nói, khinh người quá đáng. Trong mắt chó của A Bảo đào qua, Nói, nếu các người có thể xuất ra một chút bảo bối, có lẽ cậu ta sẽ tiếp nhận khiêu chiến của các người." Nhếch mắt mấy người cổ hạo âm trầm, bọn họ mới bán bộ thần quân mà thôi, làm sao có nhiều bảo bối như vậy?" Cổ hạo cắn răng nói, "Tôi lại thêm 10 vạn nguyên thạch cực phẩm." Khuôn mặt ngao phồn lạnh lẽo, nói "Tôi thêm 20 vạn." Một đám người không ngừng đem số lượng nguyên thạch tăng lên, a bảo ở một bên nghe được mặt mày hớn hở, thầm nghĩ phát đạt rồi. Thì thật cũng không thể nói bọn cổ hạo mốc, chủ yếu là bọn họ nhất định muốn có được danh ngạch hóa long địa, hơn nữa chỉ có một, đồng thời thực lực của Đường Tuấn Thoạt nhìn cũng không mạnh, cho nên bọn họ mới muốn tranh đoạt cơ hội khiêu chiến này. Trong mắt bọn họ, danh ngạch hóa long địa này chính. Chương 3195, tôi thắng. A à, bảo cố nén ý cười, trên mặt lại biểu hiện rất bình tĩnh, đám người này thật sự cho rằng ăn chắc Đường Tuấn. Trên địa cầu nó tận mắt nhìn thấy đường tuấn một đao chém chết một vị đại sư tử sắp đạt tới thần quân cảnh trung kỳ. Mấy người cổ hạo thương lượng xong, đứng ở cửa hang động nhỏ, giận dữ nói, chúng tôi quyết định xong rồi, để đường tuấn ra tay. Tôi sẽ thách thức anh ta trước. Không cần A à bảo nhắc nhở, đường tuấn đã chậm rãi đi từ trong hang động nhỏ ra. Long ảnh thương cộng thêm 500 vạn nguyên thạch cực phẩm, tôi muốn khiêu chiến với anh. Nếu thắng, danh ngạch hóa lòng địa thuộc về tôi, còn nếu tôi thua, những bảo vật này đều là của anh." Cổ Hạo bỏ Long Ảnh Thương cùng 500 vạn nguyên thạch cực phẩm vào trong một cái nhẫn không gian. "Được rồi, tôi cũng muốn xem anh có thực sự giỏi như vậy không." Vẻ mặt Đường Tuấn dùng mình. "Ầm ầm." Hai người trực tiếp giao thủ, hóa thành hai lưu quang va chạm cùng một chỗ, trên bầu trời bộc phát ra từng đợt tiếng nổ lớn. Tay Cổ Hạo cầm Thánh kiếm Hoàng Kim, kiếm quang xé rách hư không chém về phía đường Tuấn. Một kiếm này dường như ngay cả không gian xung quanh cũng đều bị niêm phong lại, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể tránh được. Đường Tuấn thấy thế, vẻ mặt hoảng hốt, đành phải hai tay nghênh đón. Dĩ nhiên muốn dùng hai tay đối kháng thánh kiếm hoàng kim của tôi, buồn cười. Phốc một tiếng, đường Tuấn bắt lấy lưới kiếm của thánh kiếm hoàng kim, kiếm quang sắc bén cắt đứt bàn tay anh, tiếp theo lại xuyên qua bả vai đường Tuấn, máu tươi tràn đầy nhưng thừa dịp trong nháy mắt này đường tuấn đột nhiên tiến vào trước người cổ hạo đánh một quyền vào người cổ hạo bông 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 liên tục ba tiếng trầm thấp vang lên giống như tiếng sấm vang lên từ trong cơ thể cổ hạo pháp lực của anh ta xuất hiện bạo động phun ra một ngụm máu tại chỗ sắc mặt trắng bệch cổ hạo lảo đảo vài bước nhưng lại vô lực chống đỡ anh ta chỉ có thể rơi từ trên không trung xuống vẻ mặt cổ hạo chết tái Giống như anh ta không nghĩ tới mình lại bại. Đường Tuấn cũng rơi từ trên cao xuống, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của anh, hơi thở uể oải hơn rất nhiều, xem ra anh cũng bị thương không nhẹ, chỉ sợ không có bao nhiêu sức mạnh tái chiến. Tôi thắng. Đường Tuấn mở miệng nói. Cổ Hạo nhìn chằm chằm Đường Tuấn, âm trầm nói, anh thắng, nhưng anh cũng thắng không thoải mái, nếu không phải tôi sơ suất, anh hoàn toàn không thắng nổi. Đường Tuấn cầm lấy chiếc nhẫn không gian từ trong tay anh ta, nói, đáng tiếc anh không có tiền đánh cược nữa. chương 3196 nếu thật sự xảy ra chuyện, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ngay cả khi cổ hạo không cam lòng, anh ta cũng không dám hủy ước trước mặt nhiều người như vậy. Anh ta xoay người, nói với Ngao Phồn, xem các người, nhất định phải đoạt danh ngạch hóa long địa từ trong tay anh ta về. Ngao Phồn từ trong đám người đứng ra, Trầm giọng nói, "Kết tiếp để tôi khiêu chiến với anh, anh đã bị thương, có cần nghỉ ngơi trước một chút hay không? Miễn cho người khác nói tôi thắng không vẻ vang gì." Đường Tuấn ôm bả vai đang không ngừng chảy máu tươi, trên mặt hiện ra một nụ cười chua xót, nói, "Không cần, nếu đã tới Long tộc, tôi cũng định tử chiến đến cùng rồi." Vẻ mặt anh đột nhiên trở nên cương nghị, nói, "Các người muốn đến cứ việc đến, chỉ cần các người có thể trả giá." Mặc dù hàng ngàn người đang ở trong một mọi người vây xem thấy thế trong lòng dùng mình giống như bị khí phách của đường tuấn lây nhiễm có vài người lộ vẻ không đành lòng có vài người thì thở dài một tiếng thấp giọng nói không hổ là bác sĩ nổi danh tinh hải tâm tư khí phách bực này thật sự làm cho người ta bội phục biết rõ mình không thể làm được thực sự là tấm gương của chúng ta chỉ có con thú nhỏ a bảo ở một bên bĩu môi trong lòng nó thầm nghĩ tên này thật sự biết diễn trò vừa rồi hoàn toàn là cố ý với thực lực của tên nhóc cổ hạo kia, cho dù lợi hại gấp 10 lần, cũng không làm gì được anh. Ha ha, nhưng mà đám thiên tài cướp bóc long tộc, thật sự là làm cho người ta thoải mái. Tuy rằng Ngao Phồn cũng có chút đồng tình với Đường Tuấn, nhưng cô ta vẫn ném một cái nhẫn không gian trên mặt đất, nói, đã như thế, vậy thì chiến đi. Tôi sẽ sử dụng chiêu thức lợi hại nhất, để cho anh thua không có tiếc nuối. Nói xong, cô ta hóa thành một con rồng dài màu bạc, dài chừng trăm mét bay lượn trên bầu trời nhìn xuống đường tuấn phía dưới trên đầu cô ta có một cặp sừng và một cái tia điện không ngừng nhấp nháy trên sừng mà lúc này ở trong biệt thự ngao nguyên ngao nguyên cùng mấy long vệ hoàng kim đang thông qua ảo ảnh pháp thuật để quan sát trận chiến đấu giữa đường tuấn và ngao phồn long vệ hoàng kim nhìn trên người đường tuấn còn đang chảy máu thì nhíu mày nói ngao nguyên đại nhân chúng ta làm như vậy có phải không tốt lắm hay không Ngộ nhỡ bởi vậy mà chọc giận Chu Tước Thần Quân, đến lúc đó chúng ta có thể bị truy cứu trách nhiệm. Vẻ mặt Ngao Nguyên dùng mình, nói, không cần lo lắng. Đây là tranh đấu giữa những người vai dưới, mặt khác Ngao Phồn cũng có hỏi qua anh ta có cần nghỉ ngơi hay không, là do anh ta từ chối, không tính là thắng không vẻ vang gì. Cho dù Chu Tước Thần Quân tức giận, cũng không có cách nào. Nếu thật sự xảy ra chuyện, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trên bầu trời phía trên hang động nhỏ, ngao phồn biến thành một con rồng bạc dài 100 mét, một quả cầu sấm sét cỡ đầu người lớn ngưng tụ ở hai sừng. Một sự dao động đáng sợ, không gian xung quanh quả cầu sấm sét đang sụp đổ hủy diệt. Ngao phồn nhìn đường Tuấn đang đứng kiêu hãnh trên bầu trời, trong mắt hiện lên một vẻ không chịu nổi nói, bây giờ anh thừa nhận thất bại đã quá muộn rồi. Anh đã bị thương và anh không thể ngăn chặn cú đánh của tôi. Tôi làm như vậy là để tốt cho anh, tránh cho anh mất mạng một cách vô ích. Ngoặc kép, chương 3197 nhưng quả cầu sấm sét đó cũng không yếu đi nhiều. Minh không ở bên dưới cũng hét lên, đường Tuấn, anh đã chứng tỏ thực lực của mình với chúng tôi rồi cho dù có thừa nhận thất bại thì tôn nghiêm của anh cũng không bị mất đi. Chúng tôi thực sự không muốn nhìn thấy một bác sĩ thần tương lai rơi vào định long giới. Khi con thú nhỏ A bảo nghe thấy những lời này, nó không khỏi không nói nên lời những tên này thực ra vẫn còn thời gian quan tâm đến đường tuấn chi bằng nên hãy quan tâm đến bản thân trước đi để chút nữa tránh mất hết cả vốn liếng đường tuấn lắc đầu nói long tộc hiếu chiến nhưng người nhà họ đường tôi không sợ chiến đấu được ngao phồn khen ngợi nói đường tuấn nếu anh có thể sống sót tôi sẽ làm bạn với anh vừa dứt lời thì quả cầu sấm xét trên hai sừng của ngao phồn được phóng ra một vết nứt hư vô đen như mực xuất hiện trên con đường mà quả cầu sấm sét đi qua, vô cùng kinh khủng và kỳ lạ. Tốc độ của quả cầu đó không nhanh, nhưng tâm trí kèm theo nó đã khóa chặt đường Tuấn rồi, cũng không thể né khỏi. Đường Tuấn đưa hai tay lên và đánh trả quả cầu sấm sét bằng pháp lực mạnh mẽ. Nhưng quả cầu sấm sét đó cũng không yếu đi nhiều. Cảnh tượng này trong mắt đám người ngao phồn không khác gì trận chiến của đám thú bị mắc kẹt khiến bọn họ không khỏi thầm lắc đầu. Đáng thương quá, muốn trách thì cũng chỉ có thể trách anh quá cố chấp muốn chiến đấu với tôi. Ngoặc kép. Trong lòng ngao phồn thở dài, tuy rằng có chút thương cảm đường Tuấn nhưng cũng không vì thế mà nương tay. Trong mắt mọi người, quả cầu sấm sét nổ tung trước mặt đường Tuấn. Đường Tuấn ở trung tâm, một vòng tròn sấm sét khổng lồ xuất hiện trong bán kính 100 mét, tia chấp lóe lên bên trong nó, giống như một con rắn bạc đang nhảy múa điên cuồng sấm xét cuồng bạo hoàn toàn nhấn chìm thân hình của đường tuấn những người phía dưới lắc đầu thở dài như vì đường tuấn ngã xuống mà thương cảm con thú nhỏ a bảo cũng để lại hai giọt nước mắt có vẻ rất bi thương mọi người thấy vậy đều cảm thán nói con chó nhỏ này tuy miệng lưới không tốt nhưng tình cảm của nó đối với đường tuấn không phải là giả có thể coi như là một yêu khuyển có tình cảm lời độc thoại nội tâm của chú thú nhỏ a bảo lúc này là như thế này a à, a mình sắp có quả bóng để chơi rồi. Ở ma địa chỉ có thể chơi đầu lâu, đã không được chơi bóng nhiều năm rồi. Ngoặc kép. Nó nhớ đến lời hứa của Đường Tuấn rằng sẽ tặng vạn lôi châu của Ngao Phồn cho mình. Ngao Nguyên và những người khác trong biệt thự cũng lộ ra nụ cười trên mặt, anh ta khô tay, nói cú đánh này có lẽ vẫn không. chương 3198, anh có chắc là mình không nghỉ ngơi không? Đường Tuấn thì thào nói với Ngao Phồn, anh thua rồi. Mặc dù rất sốc khi vừa rồi Đường Tuấn thực sự nhận lấy quả cầu sấm sét, nhưng giọng nói của Ngao Phồn lại càng lạnh lùng hơn và nói, ha ha, bây giờ còn quá sớm để nói điều này. Thương thế của anh so với trước còn nghiêm trọng hơn, làm sao có thể là đối thủ của tôi chứ? Ngoặc kép. Khi cô ta định nói tiếp thì có người bên dưới hét lên, Ngao Phồn, dừng lại. Mua nhìn lên đỉnh đầu của anh, ngoặc kép. Ngao Phồn không biết tại sao, nhưng cô ta vẫn ngẩng đầu nhìn lên và cơ thể như đông cứng lại. Trên đầu của anh ta có hỏa tự thần văn đang bay lơ lửng, khí tức trong đó truyền tra khiến trái tim anh ta đập mạnh. Vẻ mặt kinh ngạc, cô ta thất thanh nói, chuyện xảy ra khi nào vậy? Cô ta biết đường Tuấn có hỏa tự thần văn nên luôn đề phòng nhưng không ngờ vẫn bị rơi vào bẫy. Giờ phút này, hỏa tự thần văn đang treo lơ lửng trên đầu cô, chỉ cần đường Tuấn suy nghĩ, ít nhất cô ta cũng sẽ bị thương nặng tôi thua rồi. Ngao phồn chỉ có thể miễn cưỡng thừa nhận mình đã thua. Cô ta ném chiếc nhẫn không gian cho đường Tuấn và nói, dù anh đã thắng nhưng tôi vẫn khuyên anh nên từ bỏ. Thực lực của Minh không và Chu Hư không hề thua kém tôi, nếu cứ tiếp tục cầm cự như vậy thì chắc chắn anh sẽ chết. Ngoặc kép. Đường Tuấn cất nhẫn không gian đi, vừa rồi cô cũng nói như vậy. Ngao phồn khịt mũi hừ lạnh lùng một tiếng nói, tôi có lòng tốt tâm khuyên anh, nếu anh không nhận thì chút nữa đừng trách chúng tôi nói xong cô ta đáp xuống bên dưới minh không ở phía dưới do dự một chút nhưng sau đó vẫn bay lên đứng cách đường tuấn không xa minh không là một người đàn ông vạm vỡ trong mắt tràn đầy ý chiến đấu anh ta nói anh có chắc là mình không nghỉ ngơi không đường tuấn lắc đầu nói không cần được sau đó minh không đã trực tiếp ra tay chưa bao lâu sau thì minh không đã bị đánh bại vết thương của đường tuấn càng thêm nghiêm trọng dường như anh không còn chút sức lực nào để ra tay nữa ngay sau đó chu hư ra tay nhưng anh ta vẫn thua hơi thở của đường tuấn càng thêm uể oải hiện trường đột nhiên trở nên im bặt không ai ra tay nữa tất cả mọi người nhìn đường tuấn trên bầu trời với ánh mắt kỳ lạ anh chàng này đã kiệt sức sau khi tỉ thí với cổ hạo và không còn sức chiến đấu nhưng anh vẫn chiến thắng trong ba thử thách tiếp theo thực tại này khó có thể tin nổi có người có thể cảm nhận được một sự tính toán nào đó ở đây trong biệt thự của ngao nguyên hắn ta và một số long vệ hoàng kim đều có vẻ mặt u ám như thể nước nhỏ giọt ngao nguyên tức giận nói tên khốn này từ đầu đến cuối đều là diễn kịch chết tiệt bảo vật bị mất là quý giá nhưng thể diện của long tộc cũng mất đi không ít bốn người cố hạo tập hợp lại nhìn đường tuấn trên không trung cao mày hỏi, họ đường kia, anh thật sự bị rất thương nặng sao? chương 3199 chúng tôi đã khiến Long Tộc mất mặt rồi. Đường Tuấn thở hồn hền, sắc mặt tái nhợt, nói, đúng vậy, không thấy trên người tôi có nhiều vết thương như vậy sao? Máu chảy ra cũng được cả vài thùng rồi, nếu các người vẫn không tin, hãy để ai đó thách thức tôi một lần nữa, nói không chừng tôi sẽ không thể tiếp tục một trận chiến nữa. Mọi người đều cảm thấy ớn lạnh, bây giờ còn ai mà tin những lời như vậy đừng diễn nữa đường tuấn thương thế của anh hoàn toàn là giả là cố ý lừa lấy bảo bối của chúng tôi ngao phồn nghiến răng bạc giận dữ nói tên này thật đáng ghét uổng công trước đây cô ta có ấn tượng tốt về anh đường tuấn thở dài nói tôi thật sự bị thương rất nặng tại sao các người lại không tin tôi anh run rẩy từ trên trời đáp xuống đứng trước hang động nhỏ dối nói vì không ai trong số các người muốn thách đấu vậy nên tôi sẽ nghỉ ngơi. Bốn người ngao phồn gần như muốn ra cùng nhau ra tay đối phó với Đường Tuấn nhưng bọn họ đều nhịn lại. Bọn họ thách đấu thua rồi, không biết có phải do mưu đồ của Đường Tuấn hay không, thực lực bọn họ không mạnh bằng đối phương. Đây là một sự thật khó khăn, nếu bọn họ ra tay lần nữa vào lúc này, e rằng hạ bệ người ta sẽ có tác động tiêu cực đến Long tộc. Tất cả mọi người đều bất lực chỉ có thể nhìn đường Tuấn đi vào trong hang động nhỏ. Vừa bước vào hang động nhỏ, con thú nhỏ A Bảo đã cười ha ha nói, ha ha ha, những tên ngu ngốc này thật là dễ lừa, dựa vào chút thực lực đó mà còn muốn đánh thắng cậu làm khuyển ra tôi cười sắp dụng cả răng rồi. Nhóc đường hay đưa ta những gì cậu đã hứa trước đó đi. Ngoặc kép. Sắc mặt bốn người ngao phồn bên ngoài càng thêm khó coi bởi vì khi A bảo nói ra những lời này thì cấm chế của hang động nhỏ còn chưa mở ra, vừa rồi bọn họ có thể nghe thấy rõ ràng những lời đó. Vài người bọn họ rất kiêu ngạo nhưng tại lúc này bọn họ lại bị một con chó coi thường. Đường Tuấn lặng lẽ mở ra cấm chế của hang động nhỏ ra, vết thương trên người anh lập tức biến mất. Anh thay một bộ quần áo khác và trở lại trạng thái ban đầu. Không còn dáng vẻ ủ rũ khi bị thương nặng nữa. Anh nhìn thú nhỏ ném vạn lôi châu ra khỏi tay, con thú nhỏ nhảy dựng lên, há miệng cắn lấy vạn lôi châu thú nhỏ nằm trên mặt đất, hai móng chó ôm chặt lấy vạn lôi châu, nói, nhóc đường, coi như cậu giữ lời. Đường Tuấn không khỏi bật cười, con chó này đúng là bản tính khó thay đổi. Ngao Phồn và những người khác ở lại bên ngoài hang động nhỏ một lúc, và cuối cùng ôm hận rời đi. Khi mấy người đến biệt thự của chương 3200, tôi sẽ giết chết cậu. Anh vừa dứt lời, vẻ mặt chiến hùng đột nhiên thay đổi, ông ta hét lớn, cậu dám sỉ nhục tôi ông ta đường đường là một thần quân nhưng đường tuấn lại thực sự để một con chó đấu với ông ta. Vừa dứt lời, thú nhỏ A bảo dưới chân đường tuấn đang dùng hai móng vuốt để chơi đùa vạn lôi châu, cong môi khinh thường nói, nhóc đường, loại mặt hàng này bổn khuyển ra vẫn không thích. Ngoặc kép, chiến hùng thần quân sắp phát điên, con chó này thậm chí còn dám khinh thường ông ta. Đường Tuấn hừ một tiếng rồi nói, nếu cậu còn không ra tay, lần sau ta sẽ không cho cậu bảo vật hoặc là bóng nữa a bảo sửng sốt một chút vội vàng cất vạn lôi châu lại rồi nói được vậy thì bổn khuyển ra sẽ chơi với ông ta một chút ngoặc kép a à, đường tuấn cậu bắt nạt người quá đáng cuối cùng chiến hùng thần quân không chịu nổi nữa hét lớn dùng bàn tay đấm ra khóa chặt không gian xung quanh đường tuấn và a bảo ông ta thực sự hiểu ra rằng một phần của đại thần thông phong tỏa không gian a bảo khinh khỉnh hư một tiếng nói nếu như ông thật sự lĩnh ngộ đại thần thông thì khuyển ra tôi còn có chút sợ hãi a bảo nói xong liền mở miệng miệng to gấp trăm lần cắn về chiến hùng thần quân chiến hùng thần quân sửng sốt một hồi hiển nhiên ông ta không ngờ phong tỏa không gian của mình không có tác dụng đối với con chó nhỏ này nhưng không sao dù sao ông ta cũng đã là thần quân nên còn có rất nhiều phương pháp hãy xem tôi đánh gãy răng chó của cậu chiến hùng thần quân hét lên Cú đấm như sấm vào đầu cực lớn của con chó. Nắm đấm va vào răng A Bảo, phát ra âm thanh trầm thấp. Răng của A Bảo không bị gãy mà ngược lại Chiến Hùng Thần Quân lại cảm thấy nắm đấm đau nhói. Ông ta còn chưa kịp phản ứng, A Bảo lại mở miệng, Chiến Hùng Thần Quân chỉ cảm thấy trời đất trên đầu tối sầm lại. A Bảo đã cắn một nửa cơ thể của ông ta vào trong miệng. Chiến Hùng Thần Quân chỉ còn nửa cơ thể bên ngoài, chân không ngừng dẫm đạp, trông rất buồn cười. A Bảo mấp máy miệng, nhai vài miếng, cau mày, lại nhổ Chiến Hùng Thần Quân ra với vẻ mặt chán ghét nói: "Thịt quá giả và cứng, ăn không ngon." Lúc này, cả người trên và đầu của Chiến Hùng Thần Quân đều ướt đẫm. Đó là nước bọt của A Bảo và còn phát ra mùi hôi, có trời mới biết đã bao lâu rồi A Bảo không đánh răng. Trên người Chiến Hùng Thần Quân có hai hàng dấu răng, trông có chút đáng sợ và vết thương thì vẫn đang chảy máu. Chiến hùng thần quân vô cùng tức giận, ông ta thực sự sắp phát điên rồi. Ông ta thực sự đã bị một con chó cắn vào miệng rồi lại nôn ra ngoài. Tôi sẽ giết chết cậu. Chiến hùng thần quân giống lên, nhưng... Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 3.200.